quen ấy, nó có một cái cách cực kỳ dễ để mọi người tạo ra thói quen, đó là chạy bộ. Nhưng tại sao mà mình cứ chạy bộ mỗi ngày ấy? Mọi người chỉ cần chạy 1 km mỗi ngày thôi, bởi vì nó không mất nhiều thời gian của mọi người. 1 km mỗi ngày, tốc độ chạy mà không nói đến chạy nha, mà cái tốc độ đấy là tốc độ đi bộ thôi, thì nó sẽ mất tầm khoảng cỡ 11 phút để mọi người có thể đi bộ hết 1 km. Thì cái việc 11 phút đấy nó không ảnh hưởng đến tất cả những công việc của mọi người, nhưng vấn đề là mọi người sẽ phải kiên trì. Nếu như ngày nào mọi người cũng chạy bộ được, mọi người đầu tiên là cứ đi bộ cái đã, sau đó thì chạy. Đầu tiên cứ đi bộ rồi dần dần chúng ta tăng lên từ 1 cây, 2 cây, 3 cây. Nhưng giai đoạn đầu mọi người cứ đúng 1 km cho mình cái đã. Thì khi mọi người tạo ra chúng ta một cái thói quen như thế, ngày nào chúng ta cũng đi bộ, thì nó sẽ tạo ra một cái thói quen. Và chính cái thói quen đấy nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra cái thói quen quay video, chúng ta tạo ra cái thói quen là viết bài. Thì từ một cái thói quen này thôi, sau đó thì một trong những cái thói quen nữa mọi người có thể tạo nữa là chúng ta đọc sách. Đọc một quyển sách thôi, trong một tuần mọi người chỉ cần đọc một quyển sách thôi, đọc một quyển sách nó mỏng thôi cũng được. Và một trong những quyển sách mà mình muốn mọi người đọc đầu tiên ấy, đó là cái quyển sách 10 nghịch lý cuộc sống. Vì quyển sách đấy nó cực kỳ hay luôn. Mọi người có thể là ghi xuống ở trên cái comment này là mọi người ghi xuống để chúng ta có thể là nhớ cái quyển sách đấy, 10 nghịch lý cuộc sống, để chúng ta có thể về chúng ta mua quyển sách để chúng ta sẽ đọc. Bởi vì thứ nhất là nó cực kỳ hay, nó rất là ý nghĩa, bởi vì mình đọc xong mình thấy nó cực kỳ ý nghĩa cho mình. Buổi hôm trước mình có một cái bài livestream chia sẻ về nó rồi. Sau đó nó sẽ có một cái nữa là trong cái quyển sách đấy nó rất là mỏng, nên là mọi người đọc rất là dễ. Nên là cái đầu tiên mọi người sẽ hoàn thành cho mình một cái quyển sách kia đã, sau đó chúng ta sẽ mua quyển sách tiếp theo ở tuần tiếp theo. Nếu bạn đang xem cái video này và thấy nó hay, nó giúp được một điều gì cho ai đấy, thì đừng quên chia sẻ cái video này. Bởi vì sẽ có rất nhiều người sẽ vô cùng biết ơn bạn khi mà người ta nhận được những cái video này. Và đừng có quên chia sẻ ngay ở ngay bên dưới cái video này. Vâng, cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Và chúng ta tiếp tục nào. Thì trong quyển đấy nó rất là ngắn, và chúng ta mỗi một tuần chúng ta chỉ cần đọc một cuốn thôi, không cần đọc nhiều. Sau đó khi mà chúng ta đọc hết cái quyển đấy thì tuần sau chúng ta sẽ đọc quyển khác. Thì lúc đấy chúng ta sẽ tạo ra chúng ta một cái thói quen. Thì cái đầu tiên mọi người sẽ một trong những cái cách mà chúng ta sẽ làm ấy, là mọi người sẽ cài cho mình cái phần mềm Strava. Đọc thế nào viết thế đấy, Strava. Ghi vào trong đấy cái đấy, Strava. Linh Nguyễn comment cho mình cái Strava cái coi nè. Phần mềm Strava trên điện thoại, nó có thể cài được trên cả iPhone hay là Android, hay bất kỳ một cái điện thoại nào nó đều cài được. Strava. Đúng rồi, Linh Nguyễn comment đúng rồi ấy. Mọi người sẽ lên trên điện thoại chúng ta cài cái app Strava vào. Sau khi mà chúng ta cài cái app Strava vào ấy, thì mọi người sẽ dồn vào trong cái câu lạc bộ mình đang tạo ra. Bởi vì mình muốn cho mọi người, chúng ta sẽ tạo ra chúng ta một cái thói quen liên tục ấy. Thì mọi người vào trong đấy, bởi vì khi mọi người một mình mọi người chạy ấy, thì nó sẽ không tạo ra được một cái động lực. Nên là trên cái Strava ấy, mình sẽ có một cái nhóm, nó gọi là nhóm Dr. Ngọc và những người bạn. Thì mọi người dồn vào trong cái nhóm đấy, và chúng ta sẽ cùng chạy nhau trong nhóm đấy. Và mỗi ngày chúng ta sẽ chạy 1 km thôi, không cần nhiều, mọi người chỉ cần 1 km thôi là được rồi. Thì chúng ta sẽ tạo ra chúng ta một cái thói quen. Và mọi người nên nhớ là cái điểm mốc là cái điểm mốc ngày thứ 5. Khi mọi người là liên tục được 5 ngày ấy, thì cái ngày thứ 6, ngày thứ 7 nó rất là dễ. Nên cái giai đoạn đầu mọi người cố gắng liên tục cho mình trong vòng 5 ngày đầu tiên. Và để mà chúng ta đạt được cái đấy ấy, thì chúng ta sẽ, một trong những cách để chúng ta làm ấy, là chúng ta ghi ra. Ví dụ như bây giờ mình sẽ có mình có 5 cái đồ mà mình rất là mong muốn mua chẳng hạn. Mình ghi ra những cái đồ đấy, mình mong muốn đạt được một cái gì đấy là mình ghi ra. Ví dụ như là mình muốn là có một cái điện thoại này, mình muốn có một cái iPhone này, thì mình sẽ ghi ra những cái gì mà mình muốn có một bữa tiệc rất là lớn này, hay là mình muốn có một buổi đi massage gì đấy chẳng hạn. Tất cả những cái đấy mọi người sẽ ghi ra. Và khi mà chúng ta làm ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, và khi đến ngày thứ 5 ấy, thì chúng ta sẽ tự thưởng cho mình một cái mà chúng ta vừa ghi ra như thế. Ví dụ như ngày hôm nay là ngày thứ 30, không nhớ 30, à tháng thứ 3 mình chạy bộ, và mình tự thưởng cho mình một cái điện thoại, chính là cái mà mình đang còn livestream này. Cái này vừa mới mua của anh Hùng ở trong Đà Lạt, học viên của mình, anh mua hộ cho mình. Thì khi mà mình đạt được cái ngưỡng là mình chạy liên tục trong vòng 3 tháng, thì mình tự thưởng cho mình một cái điện thoại. Thì mọi người cũng có thể là như thế, và chúng ta sẽ có những cái món quà, những cái phần thưởng nó cực kỳ mà mọi người yêu thích, và chúng ta sẽ liệt kê ra. Và khi mà chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta làm được 5 ngày thì chúng ta sẽ có một cái món quà. Sau đó thì được 10 ngày chúng ta sẽ có một cái món quà. 1 tháng chúng ta sẽ có một cái món quà. Thì lúc đấy thì chúng ta sẽ có cố gắng hơn để chúng ta sẽ làm. Mọi người sẽ dồn vào trong cái Strava để chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta sẽ chạy. Ở trong Strava nó sẽ có cái nhóm là Dr. và Ngọc của những người bạn. Thì chúng ta sẽ cùng mọi người sẽ add vào trong cái nhóm đấy. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta chạy. Mỗi ngày chúng ta sẽ đọc một quyển sách. Mỗi tuần, đừng có mỗi ngày, quyển mỏng thôi. Bởi vì dày quá là không đọc được đâu. Ví dụ như là nó có một số những quyển sách 10 nghịch lý cuộc sống này, những quyển này này, nó khá là mỏng này. Hay là cái quyển nhà lãnh đạo không chức danh này, thì nó cũng sẽ mỏng này.
một trong những cái quyển sách nữa mà mọi người có thể đọc đâu ấy nữa. Đó là quyển quyển không nhớ. Còn mấy cái quyển mà mình đang đọc bây giờ, cái tốc độ mình nó đọc nhanh hơn rồi thì mình đọc những quyển sách nó dày như thế này, ví dụ như là Cơ thể 4 giờ hay là Tuần làm việc 4 giờ, thì những cái đấy mọi người sẽ đọc sau. Nhưng mà thời gian đầu mọi người sẽ đọc những cái quyển sách nó ngắn thôi. Chúng ta cố gắng tạo ra cho mình một cái thói quen hàng ngày, thì khi mà chúng ta có một cái thói quen tốt đấy rồi ấy, thì tất cả những công việc khác nó sẽ tự động nó theo như thế, và chúng ta sẽ làm việc nó sẽ dễ hơn. Thì đấy là những cái mà mình nghĩ là những cái buổi tối ngày hôm nay nó sẽ giúp được cho mọi người khá là nhiều trong cái lĩnh vực kinh doanh của mọi người. Thì lát nữa mình sẽ tổng hợp lại tất cả những cái video liên quan về cái cách mà xây dựng thương hiệu cá nhân, sau đó thì mình sẽ gửi cho mọi người, thì mọi người cố gắng chia sẻ cho mình nhá. Sau đó thì mình sẽ gửi cái video đấy cho tất cả mọi người, chúng ta có thể là xem lại nếu như mà ai mà không nhớ, hay là nghe những cái này mà nó không rõ. Và quan trọng nhất là mọi người phải làm, bởi vì tất cả những cái kiến thức này nó chỉ có hiệu quả khi mọi người làm. Chỉ cần một thứ thôi là nó sẽ ra hiệu quả rồi, nhưng nếu như mọi người không làm thì nó sẽ không có một cái gì cả. Ok, nếu như mà mọi người có câu hỏi nào không nhỉ, thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi thì mình sẽ trả lời cho mọi người. Mọi người nhớ đăng ký cái kênh YouTube của mình nha, cái kênh YouTube Dr. Ngọc lên YouTube gõ ấy. Hoặc là lát nữa mình sẽ gửi cái đường link vào trong cái video này thì mọi người đăng ký hộ cái, để cho nó lên được 3.000 cái này, còn mai mà ăn mừng cái vụ mà mổ gà. Mọi người có câu hỏi nào nữa thì chúng ta đặt câu hỏi. Nếu mà không có câu hỏi nào thì có thể mình sẽ kết thúc cái buổi nói chuyện tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ của tôi trong đoạn video vừa rồi. Các bạn có thể là đăng ký kênh YouTube của Dr. Ngọc bằng cách là nhấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký ngay bên dưới video này. Các bạn cũng có thể là kích vào nút chuông ngay bên cạnh để có thể cập nhật những cái video sớm hơn so với những người khác. Cao Xuân Ngọc xin chào các bạn, và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Cao Xuân Ngọc.